Trước khi làm phẫu thuật thì hai mắt của mình á, với khuôn mặt mình cũng cảm giác như nó bị già già và cứng cứng như thế nào ấy. Sau khi làm xong rồi, mọi người đều đánh giá là trẻ hơn ra mấy tuổi. Chào mọi người, mình tên là Sơn Anh, mình đến từ Phú Quốc. Hôm nay được 14 ngày, mình làm cái combo là cấu trúc mũi, điểm trung vị, cái mở miếng bắt dưới. Thì mũi của mình là chưa từng can thiệp phẫu thuật, thì mũi của mình có cái dạng là hơi bè, sống đầu, sống mũi thấp. Mình quyết định là đến đây để cải thiện lại cái sống mũi của mình. Miếng mắt của mình thì nó bị sâu, bị thiếu, nên là mình đã quyết định là cái mở để cho đầy đặn cái khuôn mặt lại. Trong 5-6 năm nay mình có tìm hiểu nhiều nơi, tuy nhiên mình cảm giác là không có phù hợp với mình. Mình biết bác sĩ Phương là qua cái kênh TikTok, thì thấy bác Phương có làm cái ca phẫu thuật rất là thành công và cái đầu mũi thì rất là đẹp và tự nhiên, nên mình đã tìm hiểu trong vòng 6 tháng. Thực ra mình đã tới cho bác sĩ Phương là tư vấn mình 2 lần. Thì lần đầu tiên là cách đây là 6 tháng thì bác ấy tư vấn rất là nhiệt tình, cho mình cái cảm giác rất là an toàn và cảm giác rất là nhẹ nhàng. Thứ hai nữa là bác ấy tư vấn là cái mũi của mình nên làm như thế nào để phù hợp với khuôn mặt của mình. Thì nên đó là một trong những cái điều mà mình rất là ưng ý của nơi bác. Mình chọn cái phương án là tiền mê, nó cho mình cái cảm giác là khi trong quá trình làm phẫu thuật nó sẽ mình mê man, thoải mái và dễ ngủ hơn. Trước khi làm phẫu thuật thì hai mắt của mình á, với khuôn mặt mình cũng cảm giác như nó bị già già và cứng cứng như thế nào ấy. Sau khi làm xong rồi, mọi người đều đánh giá là trẻ hơn ra mấy tuổi. Hôm nay là ngày thứ 14 mình đi cắt chỉ thì xung quanh mọi người thì vẫn khen cái mũi mình là có cái nét đẹp tự nhiên. Thực ra là hai mí mắt dưới của mình đó là có tiêm cái mỡ, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy là sẽ không thấy cái khuyết điểm nào hết, và mọi người cũng không nhìn thấy là đã tiêm cái mỡ cho mình. Chỉ có hai cái nốt này thôi, rất là tự nhiên luôn, nên mình rất hài lòng. Có một cái bà chị đồng hành cùng với mình, sau khi nhìn thấy cái mũi của mình thì chị ấy rất là thích và hài lòng nữa. Mình cũng cảm thấy yên tâm hơn. Quyết định chọn bác sĩ Phương đó là một cái quyết định đúng đắn và hợp lý cho mình. Mình nghĩ á, các bạn nào mà vẫn còn lo lắng, chưa có quyết định đăng mũi á, thì các bạn có thể tham khảo đến bác sĩ Phương. Vì là khi đến tư vấn thì bác sĩ Phương sẽ cho mình những cái phương án tốt nhất để phù hợp với khuôn mặt của mình. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe cái câu chuyện của mình. Mình cảm ơn.